Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi lên rừng tìm cây dược liệu để chia sẻ cho quý vị và các bạn biết. Hôm nay mình sẽ đi tìm cái cây sừng nhé. Sừng này, sừng hay còn gọi tên khác là cây hoàng lập, cây xuyên tiêu. Cây này cũng rất nhiều công dụng làm thuốc nhé. Cây này thì nó mọc hoang rất là nhiều ở khu vực đồng bằng cũng có, núi cũng có. Nhiều nha các bạn. Một nó bài học một dải. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các cây sừng này. Đi lên rừng. Tìm cây sừng. Sừng nha các bạn. Sừng. Sừng hay là xuyên tiêu hay là hoàng lập. Rất là nhiều tên. Đang leo lên đồi nè các bạn. Lên đồi rất là cao nhé. Núi rất cao. Núi ở đây là núi rất là cao, 1.500m nha các bạn. Ôi, bà đi tìm cây thuốc nè con. Hả? Nó nằm ở đoạn này thôi mà. Cây xuyên tiêu này nó thân leo nha các bạn. Thân leo nhưng mà nó không có quấn vô cây khác. Nó dặn thân bò dài tựa vào cây khác. Hôm bữa mình đi rừng mình thấy. Hả? Cứ từ từ. Ai ơi? Nấm hả con? Lấy được nấm hả? Ừ, nấm đẹp quá nha. Bạn nằm nó vào mặt mình. Đây nè. Nó nằm tốt cái này mà. Cuối cùng thì mình tìm được cái cây xuyên tiêu rồi các bạn. Đây này các bạn. Đây. Đây là cây xuyên tiêu này. Lá rất là thơm các bạn. Thường dùng để kẹp trong các cái món nướng, món thịt. Rất là thơm. Đây là cây xoái này. Cây xoái rừng. Cây xoái rừng mình đã làm video rồi nha các bạn. Bạn nào chưa xem thì quay lại xem video để ủng hộ mình nha. Đây. Đây là cây sừng. Bạn thấy những cái tắc về đá không? Không. Bạn thấy cái tắc về đá không? Đi. Đâu? À. Cây này nó còn có tên khác là cây hoàng lực xuyên tiêu. À, cây sưng, cây trưng, cây xăng, lưỡng diện châm hạt sẻn, mắt kháng. Cái này gọi là cây mắt kháng hả? Cách gọi của người Thái. Chứ xá là tên gọi của người Hơ Mông. Chiêu khạc là tiếng của người Tài. Rất nhiều tên các bạn. Cái này rất là nhiều tên nha. Cái này nó đặc biệt là thì có món thịt trâu. Thịt trâu xuyên tiêu. Nó thuộc họ cam quýt. À, cái xiên tiêu mà tìm một hậu cũng ra rồi các bạn. Tìm từ nãy giờ. Cái xiên tiêu này mọc hoang ở khu vực khí hậu nhiệt đới. Nó tìm thấy ở phía đông Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Campuchia và Lào. Ở Việt Nam cây này tìm thấy ở vùng Trung Du và các tỉnh. Tìm thấy nhiều nhất là các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, dọc miền Trung. Thì có Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk. Nói chung là cây này tỉnh nào cũng có các bạn, rất nhiều. Bộ phận dùng và thu hái, chế biến và bảo quản. Lúc nó tận cây này mà.
bộ phận của nó thì rễ, cành, lá, thân, nói chung là tất cả các bộ phận của cây này đều dùng để làm thuốc. Thu hái thì thu hái quanh năm, thu hái quanh năm. Cây này nó mọc hoang, thân của nó rất là nhiều gai nha các bạn, nó có cái mùi rất là thơm nha các bạn. Thành phần hóa học của nó là chủ yếu là các chất phenol, propanoid và alkaloid. Tinh dầu trong cái trái này có thành phần chủ yếu là limonen và các chất khác, rất nhiều chất nên có khả năng gây tê. Gốc thuốc đó luôn hả? Xa quá hả? Đi đâu đấy? Tính vị, tính vị của cây này là có tính cay, hơi đắng, có mùi thơm. Bên cạnh đó thì có tính ấm và hơi độc. Tác dụng và liều dùng. Các thí nghiệm trên chuột cho thấy là cái xiên tiêu này nó có tác dụng là chống ung thư. Cụ thể như là hai loại chất chống ung thư là ranatidine, chelicerina, là hai chất trên cái cây này có tác dụng chống ung thư nha các bạn. Cái lá của nó này, mình coi gần cho các bạn thấy. Thân đó là thân thân bò nha các bạn. Bò trên các cây khác. Bò nhưng mà nó không có quấn vào cây khác nha các bạn. Vì nó không có tua. Theo ghi chép của đông y thì cây xuyên tiêu này được dùng để làm thuốc giảm đau, gây tê, chữa amidan cấp tính, đau bụng, nôn mửa, dung sáng, trị dung sáng nhé. Thuốc giảm đau có tác dụng sau 5 đến 10 phút. Tiêm 20 lít chiết xuất từ xuyên tiêu và bắp thịt, hiệu quả kéo dài trong 4 đến 8 giờ. Cây này là nó có tác dụng ở trong y tế nha các bạn. Người ta chiết xuất các chất trong cây này để làm thuốc tê đó các bạn. Theo kinh nghiệm của dân gian á, thì dùng rễ cây xuyên tiêu này ở dạng thuốc sắc trị tình trạng đau nhức xương khớp, phong thấp, rắn cắn, đau vùng thượng vị, viêm da và uốn ván. Nó có tác dụng nữa là trị chữa ho, viêm họng, sốc, sổ mũi, sốt rét, các tình trạng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ỉ chảy, nôn mửa, dung sáng, dung, đau lưng, tê thấp, đau răng, chảy máu tử cung, rất nhiều công dụng làm thuốc từ cái cây này nha các bạn. Qua dạng sắc thuốc hoặc là thuốc bột, ngày dùng từ 3 đến 5 gram. Lá thì dùng làm gia vị nấu canh hoặc là nấu nước tắm cho khỏe người. Rất nhiều công dụng nha các bạn. Cái cây này mình lá mình hái về mình xông trong nhà rất là thơm nhé. Có nhiều gai luôn các bạn. Và sau đây mình sẽ chia sẻ một cái bài thuốc trị liệt dương nhé, chữa chân tay mỏi mệt. Thành phần xiên tiêu, nhục thông dung, phụ tử, tục đoạn, xà sàng tử, mỗi lọ 40 g, lộc nhung 80 g, ngưu tắc 60 g, quế tầm, viễn chí, mỗi loại 1,2 g. Chế biến tán theo các nguyên liệu thành bột, sau đó trộn với mật ong làm thành viên và uống. Mỗi lần uống 30 viên và uống với rượu ấm. Đó là một mình chia sẻ một số công dụng làm thuốc của cây xuyên tiêu nha các bạn. Thơm lắm. Xuyên tiêu này thơm lắm. Cái xuyên tiêu này rất nhiều công dụng làm thuốc nha các bạn. Cái mình của nó có gai nè các bạn. Mình có gai. Gai. Này lá của nó nè. Cây này nó cái mùa này không có trái sao? Cái cây này thì nhìn cũng già rồi các bạn. Mùa này chưa có trái. Hồi xưa mình hay lấy cái lá này kẹp với thịt nướng lên ăn rất là thơm các bạn. Thì video chia sẻ
video chia sẻ công dụng dược liệu của cây cây sừng của mình xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký phía dưới để ủng hộ mình làm video nhé các bạn. Video của mình xin kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.